Đây em lại sửa một con nữa của anh Phúc của Cao Lộc Lạng Sơn nhá. Con này máy cổ thì máy này đã qua tay người khác sửa rồi nhá. Nhưng mà không được, mất bo băm nó chết thì họ không sửa được. Và con này nó tình trạng là nó chỉ còn nguyên băm lì và gửi về đây thì nó cũng không còn chạy nữa. Thì em sửa xong thì nó còn nguyên cái chế độ băm lì, nó không có băm sung và em thấy mạch băm của nó hỏng đây này. Em đã sửa xong nhá, em phải cò ra em thay IC băm nhá, ở trên mạch băm này, với thay con ốp tu quang, với cả cái quạt này thì nó bị cháy thì em không có cái quạt to như vậy thì em lắp cái quạt nhỏ hơn một chút. Đấy, quạt nhỏ hơn một chút em lắp quạt nhỏ hơn nhá của máy TZ30.000 này. Và cái đường mạch ở chỗ này thì ở đây điện trở là người ta nó là cái ghim để câu tắt nhưng mà họ lại thay sai điện trở, cũng qua tay thợ sửa rồi thay sai vào con 20 ohm vào đây. Và điện cấp ra quạt không có thì em cũng xử lý xong nhá. Mấy con điện trở này bị cháy thì cũng xử lý thay sửa chữa xong hết nhá. Thay luôn đôi tụ này để đánh cho nó bật cá này. Và thay thêm một bộ kẹp bằng đồng nhá. Kẹp của anh ấy bằng sắt thì nó dỉ hết rồi. Đây nó không bắt điện, kẹp sắt. Em đã thay loại kẹp đồng dày của bên em. Thì em thử máy cho anh em xem nhá. Qua anh bảo sửa, cố gắng sửa cho anh ấy một con thôi. Để anh ấy về anh ấy lấy máy anh ấy đánh, nhưng mà em sẽ sửa luôn cho anh hai con, không có gửi đi mọi gửi lại nó mất công. Và em đã sửa cả chế độ băm các thứ đầy đủ rồi. Đấy, băm sung nhá. Đấy, giảm nhỏ đi này. Giảm nhỏ tần số này. Còn bên này là băm sung nhá, băm nhanh băm chậm này. Đấy, băm nhanh băm chậm này. Đấy, tần số nó có cao hơn này. Công tắc đổi áp này. Đấy, tắt băm này. Đấy. Tăng tần số lên này. Đấy, lên được 156Hz nhá. Còn nếu mà anh muốn giảm nhỏ tần số đi để đánh cá trắng thì anh có thể giảm ở đây đi nhá, giảm ở cái nút chiết áp này này, anh vặn ngược lại đằng này này thì tần số nó thấp hơn này, nhìn này. Đấy, tần số nó chỉ lên được 81Hz ở cái chế độ lì thôi nhá. Đây, vặn max lên hết cỡ xem nó lên được bao nhiêu Hz nhá. Đấy, nó chỉ lên được 93Hz thôi. Còn nếu mà anh muốn tăng lên cao, đây anh nhìn cái chiết áp ở bên trong này nhá, anh vặn max lên thì tần số lì của nó sẽ được 187Hz nhá anh nhá. Đấy, em chỉ chỉnh cho nó vừa vừa để anh đánh cá trắng nữa. Đấy, còn về anh thích cao thì anh chỉnh cao lên nhá. Ok, máy đã sửa xong nhá. Dây điện dây rủ em đi này, rất là gọn gàng lại nhá. Đấy, ok nhá, hàn lại hết cho anh nhá.